Hân hả con? Có phải Hân không? Ờ, rồi đây chú. Chú tặng con cái vật nhá. Nhưng mà chú chưa ký. Chú chưa ký, bây giờ chú sẽ vào chú ký cho nhá, đợi chú một tí. Ui dồi, làm gì có cái chuyện cứ bất kỳ ai follow mình hay là xin chữ ký của mình thì được tặng một cái vật. Chẳng qua đây là lần đầu tiên mình nhận được một cái tờ giấy xin chữ ký nó đáng yêu như vậy, thì mình mới hào phóng một chút. Nên các bạn đừng nhắn tin hay bình luận xin vật mình làm cái gì. Không được đâu. À, con gửi cường cái gì? Rồi chú ký xấu lắm thì chú ký tạm ở đây thôi nhá. Ôi dồi ôi à. Này là con bố là con nuôi ông à dứa.